Hello cô chú anh chị nha. Hello mọi người. Hiện tại là em đang bị quá nhiều cái sự lo lắng, mệt mỏi nè mọi người. Mệt quá. Cho nên cô chú anh chị mà thương em thì nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ Chí Cảnh nha. Ủng hộ Chí Cảnh một lượt đăng ký cho mọi người. Ủng hộ Chí Cảnh một lượt đăng ký thì mọi người cũng như là cho Chí Cảnh xin một lượt like cũng như là một lượt bình luận ha. Dạo này mệt mỏi quá mọi người ơi. Quá mệt mỏi với áp lực cuộc sống mọi người. Trời ơi. Mệt mỏi quá cho nên giờ nhan sắc nó đã bị xuống cấp trầm trọng rồi mọi người. Cô chú anh chị ơi, nhớ mua hàng ủng hộ Chí Cảnh nha. Chí Cảnh còn có mấy chai kem đánh răng nè. Mua ủng hộ em nha. Trời, lật luôn á hả? Lật được luôn đó hả? Lật lột luôn đó hả? Bò được chưa? Bò lại đây nè. Bò lại đây. Bò lại đây nè. Bò lại đây nè, Lâm Tâm Như. Qua đây nè. Bỏ lại đây Lâm Tâm Như, bỏ lại đây nè, bỏ lại đây, bỏ lại đây nè, bỏ lại đây Lâm Tâm Như,
Mấy cái gì vậy? Gì vậy? Tâm Như Lâm, Tâm Như gì vậy? Lâm Tâm Như hử? Con là cái gì? Con là Lâm Tâm Như hay gì? Hử? Con là tên gì? Lâm Tâm gì? Lâm Tâm Như hả? Cười con tên là gì? Con tên là gì? Lâm Tâm gì? Lâm Tâm Như hả? Ừ. Mến chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là chiếc cảnh chỉ còn lại được khoảng chừng mười mấy tiếng kem đánh răng nữa là hết rồi đó mọi người. Cho nên là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ chiếc cảnh ha. Hiện tại thì ai mà chưa mua kem đánh răng thì mua ủng hộ chiếc cảnh nha. Còn ít lắm mọi người, còn khoảng chừng mười mấy cái nữa là hết rồi. Thì kem đánh răng này là kem đánh răng của Mỹ, kem đánh răng Red siêu trắng. Thì những cô chú anh chị nào mà muốn có một hàm răng cực kỳ trắng, trắng mà thơm tho mà kiểu nó rất là sạch luôn á mọi người, thơm tho sạch trắng đó, để mà chuẩn bị ăn Tết đó, thì mua ủng hộ chí cảnh he. Hiện tại chỉ còn có mười mấy cái thôi mà.
Nói chung là mình biết sao không, giống như kiểu bị ế á mọi người, bị ế cũng buồn, mười mấy cái mà bán hoài không hết á, cho nên là ai mà thương em nó gói sẵn hết trơn rồi nè, mà không ai mua hết trơn á mọi người, mua ủng hộ em đi trời nha, thương em mua ủng hộ em đi, còn có mười mấy cái nữa thôi mọi người nha, gán giúp em đi mọi người, tại vì kem đánh răng thì lúc nào mình cũng phải sử dụng đúng không, mình kem này rất là phù hợp cho con cái của cô chú anh chị á, tại vì sau khi mà thay răng xong á thì cần phải sử dụng kem đánh răng này để nó bảo vệ men răng, để về sau được không có bị sâu răng, và đặc biệt răng của con cái cô chú anh chị sẽ rất là trắng, và đặc biệt những người nào mà hút thuốc á hoặc là những người nào mà răng vàng á thì nên sử dụng cái này. Khi mà sử dụng á thì giống như kiểu nó sẽ không phải trắng ngay lập tức, mà giống như kiểu mọi người sử dụng thì mỗi ngày nó sẽ trắng 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 lên từ từ á em, nó rất là an toàn á. Đây là kem đánh răng của Mỹ có giá là 270.000 nha, 270.000, mọi người ủng hộ cho Chí Cảnh đi mọi người, chỉ còn khoảng mười mấy cái nữa là xong rồi đó thương em nha, gói sẵn hết trơn rồi nè, thấy không, sạch sẽ đẹp đẽ như vậy nè, mà không có ủng hộ Chí Cảnh, cho nên là ai mà thương em thì ủng hộ em một tiếp nha, một tiếp hoặc là hai tiếp nha mọi người. Kem đánh răng này có giá là 270.000, số điện thoại để mà liên lạc với Chí Cảnh là 0938 386787, ủng hộ em he, ủng hộ em nha mọi người. Dạo này nghe nói á là bị kiện tùm lum hết trơn á, cho nên ủng hộ con đi mấy mẹ, để con hả có tiền con đóng án phí.